Công ty Pfizer và BioNTech ngày 31 tháng 3 loan báo vaccine COVID-19 của họ an toàn, hiệu nghiệm và sản xuất ra đáp ứng kháng thể mạnh mẽ trong thiếu niên tuổi từ 12 đến 15, mở đường cho hai công ty này đệ đơn xin cho vaccine được sử dụng khẩn cấp tại Mỹ. Và giờ hy vọng công tác tiêm chủng cho trẻ em có thể bắt đầu trước niên học tới, ông Albert Bola, chủ tịch kiêm tổng giám đốc Pfizer cho biết. Vaccine của Pfizer đã được chấp thuận cho sử dụng trên người từ 16 tuổi trở lên. Cuộc nghiên cứu mới cho thấy bằng chứng đầu tiên về cách thức vaccine đã thành công như thế nào trong các thiếu niên ở tuổi đi học. Trong cuộc thử nghiệm trên 2.260 thiếu niên tuổi từ 12 đến 15, có 18 ca COVID trong nhóm được tiêm giả dược và không có em nào trong nhóm được tiêm vaccine. Kết quả hiệu nghiệm 100% trong việc ngừa COVID-19, hai công ty nói trong một tuyên bố. Vaccine dễ dung chấp với những phản ứng phụ phù hợp với những phản ứng phụ được thấy trên độ tuổi từ 16 đến 25 trong cuộc thử nghiệm người trưởng thành. Công ty không liệt kê phản ứng phụ đối với nhóm người trẻ hơn, nhưng phản ứng phụ trong cuộc thử nghiệm người trưởng thành thường là từ nhẹ tới trung bình và bao gồm đau tại nơi tiêm, nhức đầu, sốt và mệt mỏi. Hai công ty cũng nghiên cứu một toán thiếu niên phụ để đo mức kháng thể trung lập hóa virus một tháng sau liều thứ hai và phát hiện rằng cũng tương tự như cuộc nghiên cứu những người tham dự tuổi từ 16 đến 25 trong cuộc thử nghiệm thí điểm trên người trưởng thành. Ông Bula nói công ty có kế hoạch xin cơ quan quản trị thực phẩm và dược phẩm Mỹ cho sử dụng khẩn cấp trong những tuần tới và xin những cơ quan ban hành quy định khác trên toàn thế giới vì hy vọng bắt đầu tiêm chủng nhóm tuổi này trước khi bắt đầu năm học mới. Tuần trước, công ty đã tiêm những liều đầu tiên cho một loạt thử nghiệm vaccine trên trẻ em nhỏ tuổi hơn và độ tuổi nhỏ nhất cho cuộc thử nghiệm này Trung Quốc sẽ là 6 tháng tuổi.